Ba, con muốn chờ tang lễ của mẹ xong xuôi, ba cho con đi giết con mập báo thù cho mẹ. Báo thù? Phải tìm người báo thù thì người đó là con. Ba đã dặn đi dặn lại, gặp chuyện đừng nóng nảy, nhưng con không chịu nghe. Vì con nóng nảy mới hại chết mẹ con. Con còn hại Hậu Kiệt giờ bị nhốt trong tù. Ba, con không ngờ em ấy lại đánh con ngất xỉu. Nếu không con sẽ không để Cao Mập đưa Hậu Kiệt đi. Im đi. Đồ nghiệt chủng này, lúc trước ta không nên mềm lòng mà giữ cậu lại. Cậu phá nhà ta, hôm nay cửa nát nhà tan. Đại ca, đừng nói nữa, em cầu xin anh, đừng nói. Lúc trước không nên giữ con lại. Ý ba là sao? Tam Thúc, ý ba con là sao? Hậu Cường, ba con không có ý gì đâu. Đại ca, đừng nói nữa, đừng nói nữa được không? Lão Tam, nó hại chết Mỹ Cúc. Anh còn lời nào mà không thể nói được chứ? Tôi cho cậu biết, cậu không phải con trai tôi. Ba, ba đang nói gì? Chắc bị đại ca chọc tức nên hồ đồ, sao có thể như vậy được chứ? Ba, con biết con sai rồi, con biết con sai thật rồi. Con nhất định cứu em trai về. Còn hãy Hậu Kỳ bị nhốt ở đâu, con có thể cứu em ấy về. Con cũng nhất định báo thù cho mẹ. Đừng gọi tôi là ba. Tôi không phải ba cậu. Hoàng Đại Di đã chết mới là ba cậu. Ba, chuyện này rốt cuộc là sao? Cho đại ca lại không phải là con trai ruột của ba chứ? Ba, ba không nói bậy. Nó thật sự không phải là con ruột của ba. Nó là con của Hoàng Đại Di đã chết. Lão Tam, anh không muốn gặp nó nữa. Cậu cút đi cho tôi. Hậu Cường, con đừng vội, đi với chú đã. Cút đi. Hậu Cường, ba đang tức giận, chúng ta đi thôi. Đi, Hậu Cường. Ba, Hậu Cường đi con. Ba, ba, ba. Đường phu nhân, tôi xấu hổ với bà. Đời bà ăn chay niệm Phật nhưng lại bị như vậy. Tôi sẽ đòi công bằng lại cho bà. Công bằng? Nếu thị trưởng nói tới công bằng, vậy tôi muốn có công bằng. Vợ tôi sao lại chết dưới đạn súng? Bà ấy có tội gì chứ? Ông chủ đường, tôi nói rồi, do bà ấy tự chạy tới, tôi cũng không muốn giết bà ấy. Nếu không phải anh hạ lệnh nổ súng thì sao Mỹ Cúc lại chết? Huống hồ dù Mỹ Cúc không chết thì Hào Kiệt cũng bỏ mạng. Anh thân là cảnh sát, sao lại coi mạng người như rác? Có người báo cáo nghi phạm giết người có cầm súng, tôi cũng đề phòng lỡ như, cho nên không thể làm như vậy. Ai mà ngờ đường phu nhân lại chạy tới, đây là điều ngoài ý muốn. Anh nói nghi phạm giết người là con trai tôi đường Hào Kiệt phải không? Cậu ấy thừa nhận rồi. Chính mắt anh thấy nó nổ súng giết người sao? Trong tay nó lúc đó có súng không? Dù đúng là Hào Kiệt giết người, anh cũng phải bắt lại để điều tra rõ ràng, rồi xử lý công bằng. Nếu không phải anh rể anh mở sòng bạc, nếu người bị giết không phải anh rể anh, anh cũng sẽ làm vậy sao? Ông chủ đường, tôi hiểu tâm trạng của anh. Nhưng phó cục trưởng Cao cũng thừa nhận là xúc động nhất thời mới gây tai nạn. Nhưng chuyện cũng có lý do. Con trai ông đường Hào Kiệt nổ súng giết người trước, chuyện này là có thật. Được, cho dù Hào Kiệt giết người thì cũng có lý do.
Rõ ràng anh nói đóng cửa tất cả sòng bạc ở Thượng Hải, lại cố tình để sòng bạc của người thân mình mở cửa làm ăn. Đây là tại sao? Không lẽ anh gạt thị trưởng, tự tiện niêm phong sòng bạc là để kiếm tiền, để anh rể anh kiếm tiền sao? Hầu Kiệt và Hầu Cường chẳng qua chỉ muốn kiểm chứng sự thật mới đến sòng bạc đó. Kết quả anh rể cục trưởng Cao giơ súng nhắm vào họ trước. Họ bất đắc dĩ mới nổ súng tự vệ. Chẳng lẽ đây cũng là cố ý giết người sao? Ông nói bậy, rõ ràng con trai ông nổ súng trước. Có nhân chứng có thể chứng minh. Tôi cũng có nhân chứng. Họ đều ở đây. Đây đều là người của Đường gia, đương nhiên đứng về phía ông rồi. Sòng bạc đông người đều có thể làm chứng. Lúc đó tôi chấp hành công vụ. Giờ là thời chiến, với người cầm súng chống đối, tôi có quyền giết chết tại chỗ, không kể tội gì. Được, anh nói như vậy chính là thừa nhận anh rể mình vi phạm mệnh lệnh của chính phủ, tự mình mở sòng bạc. Anh ta trái luật trước, anh không điều tra rõ ràng đã lạm dụng chức quyền, công lý ở đâu? Đường Anh Minh, tôi cho ông biết, Đường Hầu Kiệt tự thừa nhận đã giết người, đây là tội chết. Bây giờ ông lại bắt cóc con trai tôi, lấy chuyện đó áp chế tôi. Tôi thêm một bực, ông dám động một cọng tóc của nó thì chờ nhặt xác Đường Hầu Kiệt đi. Con trai của anh mất tích, đáng tiếc quá. Anh có đứa con này cũng không dễ dàng đâu. Tôi không bắt cóc con anh, bày trò này trước mặt thị trưởng. Nếu anh không có chứng cứ thì là ngậm máu phun người. Vợ tôi xương cốt chưa lạnh, con trai anh bị bắt quan. Tôi xin thị trưởng làm chủ, trả lại công bằng cho tôi. Được, nếu ông chủ Đường một mực đòi công bằng, tôi thân là thị trưởng cũng phải làm việc công bằng. Chờ điều tra xong mọi chuyện, tôi nhất định xử lý theo luật, cho dù ai phạm luật cũng không bỏ qua. Cáo từ. Đường Anh Minh, mau thả con trai tôi ra, nếu không thì Đường Hầu Cường cũng bị bắt. Pháp luật là tôi là pháp luật. Để xem Đường Anh Minh rốt cuộc có mấy đứa con để đền. Ít ra tôi có hai đứa con trai, anh chỉ có một. Được, chúng ta chờ xem. Ba, Bảo Trọng. Bắt anh ta cho tôi, không được nhúc nhích, đứng yên. Ông đây sớm đã dự đoán được chiêu này của Đường Anh Minh, bây giờ còn không muốn để tôi biết rốt cuộc anh là ai sao? Không được bắn, bắt sống. Đây là bằng chứng chắc chắn Đường Anh Minh mưu sát ông đây. Sao vậy? Miếng vải rách trên mặt còn không chịu tháo xuống à? Anh không tháo, tôi tháo giùm anh. Ông đây muốn xem thử Đường Anh Minh tìm loại hàng gì đây. Bắn súng vào chân của anh ta cho tôi. Người đâu? Người chạy rồi. Đồ khốn, hãy phục kích cho tôi. Mau đuổi theo cho tôi. Đuổi theo, mau lên. Đuổi đánh cho đến chết. Đứng lại, đừng qua đây. Rốt cuộc anh là ai? Chuyện này không liên quan tới cậu. Người mà tôi muốn giết là Cao Mập, không liên quan tới cậu. Anh là Hoa Nhài Máu. Tên Cao Mập làm nhiều chuyện ác,
Cậu không nên bán mạng cho ông ta. Cậu đã giết rất nhiều người như vậy, rốt cuộc là tại sao? Tránh ra, đừng ép tôi giết cậu. Sẽ giết tôi à? Muốn giết thì lần trước đã giết rồi. Nói, có phải là qua nhà máu không? Nói đi. Là chị. Chị, chị là chị tôi. Mau bắt anh ta, cẩn thận. Chạy đi, chạy đi. Mạnh Thao, đi mau, đi mau. Anh giúp cho Hoa nhảy máu, về để cục trưởng bắn anh một phát. Từ từ giơ tay lên, bàn tay kia. Đi. Anh muốn giết tôi. Bây giờ có thể ra tay rồi. Bây giờ tôi muốn xem thử cô có phải là người tôi đoán hay không. Tháo mặt nạ xuống. Anh không bắn tôi chết, không biết gì hết. Đã lâu không gặp Mạnh tiểu thư, sao hôm nay lại tới giết Cao Mập vậy? Có phải Du Quan giá họa cho tôi không? Tôi chỉ muốn cứu Hào Kiệt, cứu em trai tôi. Từ lúc nào mà Qua nhảy máu trở nên đứng về phe chính nghĩa vậy? Anh ấy không phải là tay nghịch súng, anh ấy không đáng chết, anh ấy vô tội. Vậy cô giết những người kia trên cửa hiệu Vinh Quang, ai nấy đều đáng chết sao? Đây là mối thù giữa tôi và Đường Gia mấy anh. Một ngày một đêm cũng không nói rõ được. Bây giờ tôi chỉ muốn cứu Hào Kiệt. Hào Kiệt là em trai tôi, tự tôi sẽ cứu nó. Có phải món nợ của chúng ta cũng nên tính rõ ràng. Bây giờ tôi thật sự rất muốn bắn cô một phát cho chết. Cái gì? Anh kêu tôi đưa Đường Hào Kiệt về cho ông ta. Vậy con trai tôi phải làm sao? Lúc nãy Đường Anh Minh còn cử người tới giết tôi, sao tôi có thể tha cho ông ta? Đường Anh Minh là người thông minh ra sao? Ông ta sẽ không làm chuyện tuyệt tình. Ông ta chắc chắn sẽ đưa con trai anh về. Chỉ cần tôi làm thị trưởng, tôi sẽ bắt Đường Anh Minh lại. Tôi lục soát nhà ông ta. Anh biết ông ta có bao nhiêu tiền không? Anh đừng cứ nhớ tới tiền nữa. Đợi quân đội của chúng tôi vào đây, thứ mà chúng tôi muốn là sự thịnh vượng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tôi muốn giữ Đường Anh Minh. Ông ta có thể khiến Thanh Bang, Hồng Bang và bọn rắn địa phương của Thượng Hải nghe theo sự chỉ huy của tôi. Điều này các anh không làm được. Vậy nếu ông ta kiên quyết không chịu nghe theo chúng ta thì sao? Dễ thôi. Còn một người luôn muốn giết Đường Anh Minh. Chúng ta không ra tay, ông ta cũng sẽ ra tay. Tới lúc đó, chúng ta chỉ lấy danh nghĩa duy trì trị an mà lên thuyền, danh chính ngôn thuận. Người đó là ai? Chính là Mạnh Lão tiên sinh. Ông ta chuẩn bị từ lâu rồi, cũng sắp hành động rồi. Anh chỉ cần thả Hầu Kiệt ra, chuyện sau đó dĩ nhiên sẽ có người xử lý. Vậy nếu ông ta đòi hung thủ thì tôi biết làm sao? Anh tùy tiện tìm ra con ma chết thay không phải xong à? Hiểu rồi, tôi đi dẫn người.
nhưng cửa hiệu Vinh Hoa quá nguy hiểm. Bây giờ Đường Anh Minh đang rất tức giận, có ý muốn giết tôi. Tôi hẹn ông ta ra ngoài, hẹn tới nơi hành quyết ở ngoài ô phía nam. Nói ra cũng vì muốn ông ta lấy hung thủ đền tội. Chuyện này anh tự liệu mà làm đi. Murata tiên sinh, cảnh sát của tôi thật vô dụng. Tôi hy vọng anh có thể âm thầm cử người bảo vệ tôi. Được, tôi cử vài người đi theo anh. Ngài đại di, ngày mai Cao Mập sẽ thả Đường Hậu Kiệt ra, tự ông có thể làm những gì cần làm. Ai vậy? Là tôi, đại thiếu gia. Dặn sự thông, giúp tôi canh chừng người này cho kỹ. Ai vậy? Tối vậy rồi. Được. Đại thiếu gia, anh đây là... Không có gì. Để chồng bà giúp tôi canh người. Rõ, lại thêm một người. Đứa nhỏ này mấy ngày trước Đường lão gia để ở chỗ tôi rồi. Nói hai ngày nữa sẽ đưa đi, nhưng mà... Đứa nhỏ này là con của Cao Mập phải không? Đại thiếu gia, đây là lão gia dặn dò. Lão gia nói là không được để bất kỳ ai biết. Cậu tuyệt đối đừng nói chuyện này ra ngoài nha. Nếu không tôi... Được rồi, tôi biết rồi. Dặn sự thông, giúp tôi canh chừng người này cho tử tế. Tối mai tôi đưa cô ta đi. Cô ta biết chút công phu, nếu có dở trò gì thì cứ nổ súng bắn chết. Rõ. Ngồi xuống. Báo đây, báo đây. Đông Bắc thành lập Mãn Châu Quốc, Phổ Nghi đăng cơ ở Trường Xuân. Báo đây, báo đây. Tưởng Quang Nải tướng quân tuyên bố, nếu quân Nhật vi phạm nghị quyết của Quốc Liên, quân ta vẫn cần chống cự. Lão gia mau lên, lão gia. Sao vậy? Đứa nhỏ bị bắt rồi. Tiêu rồi. Thả tôi ra, mấy anh đưa tôi đi đâu? Thả tôi ra. Tên nhóc này còn không chịu nói hả? Xương anh ta cứng thật, đánh đến nửa đêm mà không nói hung thủ lại, chỉ nói chính mình bất cẩn làm thương anh em. Mở cửa. Nhị thiếu gia, tôi tới đưa cậu về. Tôi muốn giết ông. Nhị thiếu gia, không phải cậu luôn muốn về nhà sao? Hôm nay tôi tới đưa cậu về. Người đâu, mang bộ quần áo sạch sẽ cho nhị thiếu gia, pha chút nước sạch để cậu ấy nở mày nở mặt về gặp ba mình. Rõ, đi. Cao Mập nói với tôi, anh ta đã bắt được hung thủ giết vợ tôi. Hôm nay hành quyết tại chỗ, và cùng lúc phóng thích Hào Kiệt. Anh ta hẹn tôi gặp mặt tại pháp trường ở ngoài ô. Tôi muốn nhờ hai người bạn đi chung với tôi, cũng tiện làm nhân chứng, có được không? Ông chủ Đường, ô, lãnh sự đại nhân cũng tới sao? Cục trưởng Cao, nhanh vậy đã bắt được hung thủ, thật sự không đơn giản. Ông chủ Đường, quá khen rồi. Chuyện nhị thiếu gia giết người, tôi đã điều tra rõ ràng. Cậu ấy vô tội, lập tức phóng thích. Sở dĩ mời ông chủ Đường tới đây, chủ yếu là muốn bồi thường. Lúc trước đắc tội nhiều người, đám anh em phải chịu trách nhiệm, không dám lơ là. Mong ông chủ Đường thông cảm bỏ qua. Thả người, thả nhị thiếu gia ra. Cục trưởng Cao, Hào Kiệt vô cớ bị nhốt, mong đại nhân giải thích đàng hoàng.
Vợ tôi chết thảm. Anh nên hỏi hai vị lãnh sự nói tôi biết. Bà ấy đã làm gì? Tại sao bị đám cảnh sát mấy anh đánh chết? Liên quan đến chuyện nhị thiếu gia có dính líu đến bắn chết người. Tôi đã điều tra rõ ràng. Chuyện đó là nguyên nhân phòng vệ chính đáng. Tôi là cục trưởng cảnh sát, không hạn chế nghiêm ngặt, xảy ra thảm án như vậy. Một lần nữa, tôi xin bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc đến ông chủ đường. Nhưng chuyện này, tôi đã điều tra kết quả rồi. Tôi đã bắt được hung thủ giết người về quy án. Người đâu? Giải người lên đi. Cậu ta chính là hung thủ nổ súng giết chết Đường phu nhân. Ông nói nhảm, vu cáo hãm hại. Anh ấy không thể là hung thủ giết mẹ tôi. Cậu ta chẳng những đã giết Đường phu nhân, còn giết đám anh em trong cục của tôi. Tôi có nhân chứng. Cục trưởng Cao, tôi muốn chính miệng cậu ta nói với tôi là cậu ta đã giết vợ tôi. Làm sao một người cứng đầu như vậy có thể thừa nhận? Hôm nay tôi đảm bảo với ông chủ đường, cậu ta chính là hung thủ giết người. Sở dĩ tôi đưa cậu ta tới chính là muốn hành quyết cậu ta ngay trước mặt ông, để an ủi vong linh trên trời của Đường phu nhân. Mạnh Thâu, cục trưởng Cao, ông còn chưa xét xử mà đã xử chết người. Như vậy hình như không hợp pháp. Bây giờ là thời chiến, tôi có quyền hành quyết những người gây nguy hại cho an toàn xã hội. Chuẩn bị, dừng tay. Sao chứ? Chính cô bắt cóc con trai tôi. Không sai. Tôi nói cho ông biết, tôi chính là Qua Nhài Máu. Qua Nhài Máu? Mạnh Thư, cô đang nói gì? Tôi nói cho ông biết, tất cả đều do tôi giết. Đệ tử của Đường Anh Minh cũng do tôi giết. Đặng Tư Lệnh cũng do tôi giết. Ngay cả anh vợ của ông cũng do tôi giết. Không liên quan đến người khác. Ông thả cậu ấy ra, tôi trả đứa nhỏ lại cho ông. Nhiều họng súng đang chĩa vào cô. Cô dám làm loạn? Ông không tin cứ thử xem. Tất cả bỏ súng xuống cho tôi. Thả cậu ta ra. Chị, khoan. Trả con lại cho tôi trước. Tôi sẽ đưa cậu ta cho cô. Nếu không chúng ta một mạng đổi một mạng. Chúng ta trao đổi cùng một lúc. Được. Con trai bảo bối, con trai. Đứng lại. Nói cho tôi biết, cô là ai? Tôi chính là Qua Nhài Máu. Chị Mạnh Thư, sao cô có thể là Qua Nhài Máu? Được. Hôm nay chúng ta hãy cho một cái kết. Cô nói cho tôi biết, tại sao cô giết nhiều đệ tử của tôi như vậy, còn hãm hại tôi? Đó là gì? Mạnh Thư! Hậu Kiệt, đưa cô ta lên thuyền, để tam thúc của con chữa trị đàng hoàng. À, muốn nghe khẩu cung. Đứng yên, bỏ xuống xuống. Lão gia, họ là người Nhật. Đứng yên. Cục trưởng Cao, tôi thật không ngờ trong đồn cảnh sát của anh lại có người Nhật. Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Nếu có gián điệp Nhật lẻn vào đồn cảnh sát của tôi sẽ quay về thẩm vấn cẩn thận. Người đâu? Có. Đưa những người Nhật này trở về cùng cho tôi. Rõ. Đồ ngốc, ngu ngốc. Sao vậy? Anh ta sợ Đường Anh Minh đối phó với mình, kêu mình tìm vài người bảo vệ anh ta. Không ngờ lại bị Đường Anh Minh vạch trần trước mặt đám đông. Bây giờ anh ta đành phải nhốt đám lính lát kia lại trước. Đường Anh Minh còn kêu là phải điều tra vụ này. Chút chuyện nhỏ này sợ cái gì? Qua vài ngày rồi nói, hai người ở trong tù đã tự sát. Lén thả người đi không phải xong rồi à? Qua Nhài Máu đã chết. Sao lại như vậy? Tôi sợ Hoàng Đại Di sẽ không bỏ qua dễ dàng. Có rất nhiều người nhìn thấy.
là một samurai bắn chết. Anh sợ ông ta sẽ nghiêng qua giúp Đường Anh Minh đối phó lại chúng ta. Tình cảm của ông ta và Mạnh Thư rất sâu. Vậy thì phải nghĩ cách khiến ông ta hận Đường Anh Minh hơn. Cô lại có ý tưởng hay ho gì đây? Đại ca, có một người mà anh phải gặp, chính là ba của Mạnh Thư. Phải, em đã nói với anh ta rồi. Đúng, em đã hứa với anh ta sắp xếp thời gian cho hai người gặp nhau. Mọi chuyện hãy chờ ngày mai. Ngày mai Mỹ Cúc được chôn cất, anh muốn để bà ấy nhập thổ bình an. Lúc chị dâu được chôn cất, anh ta cũng có thể sẽ tới. Rốt cuộc anh ta là ai, ngày mai anh sẽ biết. Ba, ba, Quân Nhi, con về rồi. Ba biết trong lòng con rất đau khổ. Ba, từ nhỏ tới lớn, ba là người thương con nhất trong nhà. Nhưng con lại ở đây nói nhiều lời, làm tổn thương ba. Là con quá manh động, con xin lỗi. Ở trên đời này không có người ba mẹ nào trách con cái của mình. Con có thể về, ba thấy rất an ủi. Ba, mẹ đi rồi, con không thể mất thêm ba nữa. Con không thể không có ba. Quang Nhi, ba luôn muốn để con sống hạnh phúc vui vẻ. Bất kỳ chuyện gì xảy ra trong nhà, ba đều không muốn cho con biết. Vì ba thương con. Nhưng ba, con đã không còn là con nít. Trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, lẽ nào con có thể ngoảnh mặt làm ngơ? Ba, con cũng vì cái nhà này mà cảm thấy đau lòng. Quan Nhi, con phải ghi nhớ cho kỹ. Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, ba sẽ không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với cái nhà này. Ba. Mạnh tiên sinh, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây phải không? Tôi biết sớm muộn gì cậu cũng tìm tôi. Rốt cuộc ông là ai? Một người mà cậu không quen. Tôi là ai không quan trọng. Rốt cuộc ông và Đường gia chúng tôi có thâm thù đại hận gì mà lại hại chúng tôi như vậy chứ? Tôi và Đường Anh Minh có món nợ chưa tính rõ. Cho dù ông ta có đền mạng cũng không trả nổi. Dương Hồng chết, Đặng Tư Lệnh chết, còn cái chết của anh vợ Cao Mập là chính tay ông gây ra đúng không? Sau đó giá họa cho tôi. Không sai chứ? Sau đó còn hại chết mẹ tôi, hại em trai tôi bị bắt, đều là do ông bày kế phải không? Phải. Là tôi kêu Mạnh Thư đi làm. Con bé chỉ vì muốn báo đáp ân dưỡng dục của tôi. Tôi mới là chủ mưu.
cậu giết tôi đi. Tôi thà chết trong tay cậu. Hầu Kiệt, ba biết trong lòng con rất khó chịu, nhưng trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, ba chỉ hy vọng con có thể thông cảm cho ba. Ngày mai an táng mẹ con, những chuyện khác để sau hẳn nói. Ba, lúc trước con không hiểu hành vi của ba. Con đau khổ vì được sinh ra trong ngôi nhà này. Thứ mà con không muốn thấy, con đều thấy hết rồi. Thứ mà con không muốn biết, con cũng đã biết hết rồi. Con không muốn thấy mọi người giết người. Con không muốn thấy có người chảy máu, nhưng con lại sống trong vũng máu mỗi ngày. Cho tới bây giờ, con chứng kiến mẹ của mình và người phụ nữ con thương chết ngay trước mặt con. Hầu Kiệt, ba có lỗi với con. Ba cũng là bị ép bất đắc dĩ. Ba vốn muốn kinh doanh con thuyền này tử tế, để nhà chúng ta sống bình yên. Nhưng họ ép ba, họ ép Đường Anh Minh ba đi đến đường cùng. Mẹ con không thể chết oan, mọi người cũng không thể chịu giày vò uổng công. Tôi thành toàn cho ông. Tam Thúc, không được bắn. Anh không sao chứ? Tam Thúc, chú biết người này là ai phải không? Con nói chú biết, con gái ông ta Mạnh Thư chính là Hoa Nhài Máu. Đường gia chúng ta chết nhiều người như vậy toàn là do ông ta hại. Mẹ con cũng bị ông ta hại. Em trai con Hầu Kiệt cũng do ông ta bắt. Đúng lúc Tam Thúc ở đây, con giết ông ta trước mặt chú, trừ đi mối hại cho đường gia chúng ta. Hầu Cường, con không thể giết ông ta. Ông ta là Hoàng Đại Di, cha ruột của con đó. Không thể nào. Hoàng Đại Di bị lửa thiêu chết cách đây 20 mấy năm rồi. Trong phòng ba tôi để bài vị của ông ấy. Thanh Minh hàng năm, cả nhà chúng tôi đều bái tế ông ấy. Nếu như ông ấy là Hoàng Đại Di, vậy người chết là ai? Tam Thúc, bây giờ chú cứu người này phải không? Chú bịa ra câu chuyện này để lừa tôi, đúng không? Hầu Cường, có bao giờ chú lừa qua con chưa? Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ chú lừa con chưa? Có rất nhiều chuyện con không biết đâu. Đó đều là chuyện của đời trước của tụi chú. Nhưng bây giờ chú nói con nghe, người này là nhị đệ của Đường Anh Minh, nhị ca của chú, cha ruột của con, Hoàng Đại Di. Con không tin, con không tin, con không tin. Hầu Cường, nói, rốt cuộc ông là ai? Nếu ông nói dối, tôi sẽ bắn chết ông. Hầu Cường, ba là Hoàng Đại Di. Vậy Mạnh Thư đó là ai? Em gái tôi sao? Là cô em gái Qua Nhảy Máu, người hại cả đường gia chúng tôi thành như vậy sao? Ông nói xem, năm đó sao ông chưa chết? Tại sao? Là có người cứu ba. Ai? Murata. Cảm ơn cô đã chăm sóc cô ấy. Đừng khách sáo, tôi còn có chút việc. Vậy cô đi trước đi, ở đây có tôi được rồi. Cô ấy sao rồi? Cô ấy sốt cao, nhưng tôi không dám cho cô ấy uống thuốc, sợ không tốt cho đứa bé. Vậy bây giờ thế nào rồi? Tôi chỉ có thể kê thuốc bổ cho cô ấy, xem bản thân cô ấy có vượt qua không. Được, cảm ơn anh. Hậu Cường, em thật sự mang thai rồi. Em thật sự mang thai rồi. Một trận hỏa hoạn lớn đã khiến vợ chồng Bắc Mạnh chết trong biển lửa. Mạnh Thư là con của họ. Sau đó Mạnh Thư và ba đã được Murata cứu, đưa đến Nhật Bản để điều trị. Còn dạy cho Mạnh Thư võ công của Nhật.
bồi dưỡng nó thành sát thủ chân chính. Mạnh Thao chính là em trai của Mạnh Thư sao? Mạnh Thư chưa từng nói qua với tôi. Mạnh Thư đã chết rồi. Cậu nói gì? Mạnh Thư chết rồi. Có phải do Đường Anh Minh giết không? Phải không? Là người Nhật. Sao vậy được? Đây là chuyện không thể nào. Không thể nào. Nhị ca, anh sai rồi. Anh đã bị người Nhật lợi dụng. Mạnh Thư là do anh hại chết. Phải. Là tôi hại chết nó. Không. Không. Không phải tôi. Căn nguyên chính là Đường Anh Minh. Nếu năm đó Đường Anh Minh không phóng hỏa thì cả nhà bác Mạnh sẽ không như vậy. Bà cũng sẽ không trở nên như vậy. Đều là do Đường Anh Minh. Đều là do Đường Anh Minh. Ông câm miệng lại đi. Bà tôi không phải là người như vậy. Ông ấy sẽ không giết huynh đệ kết bái của mình. Ông ấy nuôi nấng tôi nhiều năm như vậy. Nếu ông ấy hận ông thì ông ấy đã giết tôi từ sớm rồi. Đó là vì ông ta cho rằng ba đã chết rồi nên mới giữ lại con. Ông ta nuôi con trở thành sát thủ. Những chuyện bán mạng mạo hiểm đều là do con làm. Con trai nhu nhược của ông ấy làm gì? Làm tổng giám đốc. Con biết vì sao không? Vì con là con trai ruột của ba. Vì ông ta hận ba. Con đừng bị bề ngoài lương thiện của ông ta đánh lừa con. Im miệng. Là ông làm ra chuyện có lỗi với ba tôi trước. Là ông phản bội ông ấy. Đúng. Ông phản bội ông ấy. Bây giờ ông là thứ gì? Ông chỉ là con chó của Nhật. Ba muốn báo thù. Ba là vì báo thù. Vậy ca, chuyện này thực sự là anh sai rồi. Thù của quốc gia, quốc nạn và thù nhà. Quốc nạn hơn thù nhà. Cho dù anh có ân oán cá nhân thế nào đi nữa thì anh cũng không nên giúp người Nhật. Được, điều này coi như tôi sai. Nhưng tôi đã nói với Murata, việc này hắn đừng nhúng tay vào. Ân oán giữa tôi và Đường Anh Minh thì để tôi giải quyết. Tôi nói ông nghe, có tôi ở đây thì ông không giết được ba tôi đâu. Hào Cường, con là con ruột của ba. Ông không xứng. Ông không xứng. Được, vậy con giết ba đi. Con giết ba đi. Ba cam tâm tình nguyện. Nào, con giết ba thì con có thể quay về làm đại thiếu gia của con rồi. Nào, hôm nay ba sẽ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Không sai. Là ba sai rồi. Ba không biết ba là ba ruột của con. Nếu không ba sẽ tuyệt đối sẽ không hại con. Nào Hào Cường, ba tình nguyện chết trong tay con còn đỡ hơn chết trong tay Đường Anh Minh. Tôi giết ông. Tôi giết ông. Mẹ tôi có sống lại không? Ông. Chính là ông. Ông đã hại mẹ tôi. Tạm thúc, chúng ta đi. Nào Vũ Linh, chị đừng như vậy chứ. Chị như vậy sẽ hại chết bản thân chị. Tôi vốn dĩ là người dư thừa, lại mang đến nhiều phiền phức cho nhà cậu. Tôi không. Đại tẩu, bây giờ chị đã là người của Đường gia, chị lại đang mang cốt nhục của Đường gia. Tụi em chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho chị. Đợi chị khỏe hơn một chút. Đại ca, đại tẩu bệnh rồi, chị ấy không chịu uống thuốc. Hầu Cường, Hầu Cường, anh đừng đi, anh đừng bỏ lại em. Hầu Cường,
Tôi luôn nghĩ tôi là một cô nhi. Bây giờ cuối cùng tôi đã biết thân thế của mình. Nhưng tôi cảm thấy tôi không biết thì tốt hơn. Trước đây tôi sống vui vẻ. Bây giờ món nợ ba mạng người trong nhà tôi đều gánh lên vai tôi. Nhưng tôi đi hỏi ai đây? Chị cậu đến lúc sắp chết cũng không nói cho rõ chân tướng, vì không muốn cậu cuốn vào dòng xoáy trả thù nữa. Cậu yên tâm, món nợ này tôi sẽ trả giùm cậu. Cậu mang số tiền Mạnh Thư để lại cho cậu đi đi. Sao vậy được? Ông nghĩ tôi có thể đi sao? Có lúc tôi cũng hỏi chính mình, có phải tôi đã sai? Nếu như ngày mai tôi đi cùng ông. Cậu đi thăm viếng Mạnh Thư thôi, những chuyện khác đừng quan tâm. Hầu Kiệt, đại tẩu cậu không sao rồi, yên tâm đi. Đứa bé thì sao? Đứa bé? Tam thúc, cứ sao vậy? Đại tẩu đã mang thai rồi. Phải. Kiếm pháp của ngài Murata càng ngày càng xuất quỷ nhập thần, nhưng sát khí trên người ngài quá nặng. Đương nhiên, ngày mai cho dù Đường Anh Minh giết Hoàng Đại Di hay là Hoàng Đại Di giết Đường Anh Minh, thì mục đích chúng ta cũng đạt được rồi. Vậy Đường Anh Minh chết rồi, Vinh Hoa làm sao đây? Đường Hầu Cường biết mình không phải con của Đường gia, Đường Hầu Kiệt nhu nhược, Vinh Hoa sớm muộn cũng sẽ bị khống chế trong tay chúng ta. Vậy nếu người chết là Hoàng Đại Di thì sao? Vậy thì Đường Hào Cường sẽ báo thù cho cha ruột, Đường Anh Minh cũng sẽ chết thôi. Nhưng kết cục tốt nhất là Đường Anh Minh chết cùng với Hoàng Đại Di. Như vậy sau này chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn. Vậy lỡ Đường Hào Cường không nghe lời chúng ta thì sao? Tôi có cách khiến cho Hoàng Đại Di nghe lời nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ có cách khiến Hào Cường cũng sẽ như vậy. Tam thúc, con đi tìm đại ca. Trước tiên đừng đi tìm. Ngày mai là tang lễ của mẹ con, Hào Cường chắc chắn sẽ tới. Khi đó chúng ta từ từ nói chuyện với nó. Mỹ Cúc, bà đợi tôi nha. Tôi nhất định bầu bạn cùng bà. Mạnh Thao, chị, sao chị không nói cho em biết sớm chị là chị của em?
Đặc phái viên Thẩm không ngờ đến chuyện nhỏ như vậy cũng kinh động ngài đến điều tra. Đây là chuyện nhỏ sao? Cậu không biết Đường Anh Minh là thiên tài sao? Ông ta giúp đỡ qua cho lục quân 19 phe Quảng Đông, bây giờ đảm nhiệm chức viện trưởng viện hành chính của Nam Kinh, kiêm tư lệnh cảnh giới Bắc Kinh, Thượng Hải. Tướng quân Trần Minh Khu là bạn thân của họ. Việc này xảy ra với người khác thì là chuyện nhỏ, nhưng vợ của Đường Anh Minh bị giết thì là chuyện lớn. Tôi không đến không được. Ở Nam Kinh và tỉnh phải có người hỗ trợ Đường Anh Minh. Đặc phái viên, tôi đã phái người điều tra rồi. Cái này còn cần điều tra sao? Hiện trường đã có người nhìn thấy, do chính phó cục trưởng đưa người Nhật đến giết, còn bị Đường Anh Minh bắt được. Đặc phái viên, ông ta thân là cục trưởng cảnh sát, thi hành công vụ, có thể là do người Nhật trà trộn vào bên trong. Tôi nói cậu nghe, bây giờ tên họ Cao là tâm phúc của người Nhật. Người Nhật lập tức muốn đóng quân ở Thượng Hải. Ông ta trước tiên đã tìm cho mình một đường lui. Tôi nói cậu nghe, trong chính phủ chúng ta không phải ai cũng mặc một cái quần với người Nhật. Lần này sự thực người Nhật đóng quân, nhưng chính phủ Thượng Hải vẫn là chính phủ Trung Quốc. Chuyện này đã có người báo đến Trung ương. Cậu hãy cẩn thận, đừng gần ông ta quá. Đến khi đó đừng để người ta gọi cậu là hán giặc. Đặc phái viên, ngài chỉ thị tôi làm thế nào thì tôi làm thế ấy. Mọi người đều ăn chén cơm này, còn cần tôi dạy hay sao? Mục đích tôi đến đây lần này rất rõ ràng. Đường Anh Minh đồng ý quyên góp 1 triệu cho tỉnh. Tôi lấy được tiền rồi thì cậu phải đưa ra một lời giải thích cho người ta. Mạnh Thao, tôi nhất định tìm được hung thủ giết chị cậu. Dù anh giết họ, chị tôi cũng không sống lại. Các con đi đi, ba có chút chuyện muốn thương lượng với Tam Thúc tụi con. Hầu Kiệt, con dẫn Đường Quang và Mạnh Thao đi đi. Ông có thể ra đây rồi. Tôi nghĩ ông sẽ đưa tiễn Mạnh Thư. Con ơi, con chịu cực khổ như vậy đều là do ba hại con. Ba biết con không yên tâm nhất là Mạnh Thao. Không cần lo, ba sẽ sắp xếp tốt. Mỹ Cúc, bà hãy đợi tôi. Tôi nhất định sẽ đến bầu bạn với bà. Ông rốt cuộc là ai? Tôi là ai? Tôi là một con ma, một người suýt nữa bị ông thiêu chết hơn 20 năm. Hoàng Đại Di, Đại Di, điều này không thể. Đây tuyệt đối không thể nào. Ông không phải chết rồi sao? Nếu ông là Hoàng Đại Di, vậy thì ông biết người phóng hỏa không phải là tôi. Không phải ông thì là ai? Tôi đến đây chính là để báo thù.
Mạnh Thao, cậu dẫn em tôi về trước đi. Hầu Kiệt, nhị ca, anh muốn đi đâu? Hầu Kiệt, anh đi xem ba chút, anh không thể đi. Vì sao? Không vì sao cả, anh không được đi. Mạnh Thao, cậu có phải có gì đó giấu chúng tôi không? Có phải có người hại ba tôi nên ba mới kêu chúng tôi đi trước không? Hai người đừng quản nhiều như vậy nữa, đi thôi. Mạnh Thao, chỉ nói là chuyện của tôi, họ nói muốn tự giải quyết. Họ là ai? Anh đừng quản nhiều như vậy. Mạnh Thao, rốt cuộc là chuyện gì? Nói cho tôi nghe, chuyện này liên quan đến tính mạng của ba tôi. Nói, vậy ca anh buông ra đi. Mạnh Thao, anh mau nói đi, rốt cuộc chuyện này là sao? Nói. Là Hoàng Đại Di, ông ấy nói muốn tìm ba anh giải quyết chuyện ngày xưa. Hoàng Đại Di, nhị thúc, ông ấy không phải chết rồi sao? Ông ấy chưa chết. Ông ấy nói năm đó là do ba cô phóng hỏa hại chết cha mẹ tôi, cũng thiêu chết ông ấy. Ông ấy muốn tìm ba cô báo thù. Sao không nói sớm? Hầu Kiệt, Hầu Kiệt, được quan, họ không muốn chúng ta kẹp ở giữa, họ muốn tự giải quyết. Mạnh Thao, sao anh còn không hiểu? Họ chỉ giết tới giết lui, người chết sau cùng đều là người vô tội, như chị của anh, mẹ của tôi. Nếu chúng ta bị kẹp ở giữa thì chúng ta có quyền biết năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đại ca, anh cho rằng người phóng quả là đại ca, nhưng đại ca tận mắt nhìn thấy có người ném lửa vào bên trong. Ông ta đang lừa cậu, vì ông ta không muốn cậu biết. Ông ta chính là tên súc vật hại chết huynh đệ. Nhị đệ, nếu như anh giết em, anh hạ tất ngay cả Mạnh đại gia cũng giết chứ? Nếu anh muốn giết em thì anh thiếu gì cơ hội? Em không nghĩ mà xem, chúng ta ngày ngày cùng nhau giàu sinh ra tử. Nếu anh thật sự giết em, anh sẽ nghĩ cách gọn ghẽ. Hà tất gì anh lại mạo hiểm phóng quả chứ? Hơn nữa sau khi phóng quả, anh lại xông vào trong cứu em và Mạnh đại gia làm gì? Vậy ca, anh thật sự hiểu lầm đại ca rồi. Tôi không hiểu lầm ông ta. Chính miệng ông ta nói hận không thể phóng quả giết tôi. Anh chỉ là tức giận nhất thời, anh thật sự không hại em. Ông đang xảo biện. Nhị ca, nhị đệ, nếu thật sự em giết anh có thể kết thúc tất cả thì em nổ súng đi. Anh hy vọng ân oán chúng ta đừng truyền tới đời sau này. Đại ca, đi, đại ca. Đường Anh Minh, ông lại thiết kế mai phục hại tôi. Nhị ca, không phải chúng tôi thiết kế mai phục. Hồ Nam, chính là cậu giúp Đường Anh Minh hại tôi. Hậu Cường, con mau đi đi, mặc kệ ba, ba sẽ liên lụy đến con, mau đi đi. Sao chứ? Không sao. Đại ca, lần này sự hiểu lầm của Đại Di với chúng ta càng sâu hơn. Những người này tại sao lại muốn giết mọi người? Ba đoán chắc là người Nhật. Người Nhật, nên chúng ta lập tức quay về đi, bàn bạc kỹ hơn. Đại ca, chị Hào Cường và Đại Di thì sao? Sau khi chúng ta về, phái người đi tìm họ. Đại ca, bước tiếp theo phải làm sao đây? Đây đều là mánh khóe của bọn Nhật. Anh phải để Murata biết sự lợi hại của Đường Anh Minh anh. Anh đi gặp Tony và Miller. Em đi thăm Vũ Linh đi. Chuyện Hào Cường em đừng nói cho cô ta biết. Ngoài ra, anh không muốn để người Nhật tìm thấy họ trước. Sử dụng tất cả thế lực ở Thượng Hải chúng ta để tìm ra được Đại Di và Hào Cường. Ông ta lại hợp tác với Đường Anh Minh hại chúng ta. Con nhìn thấy rồi chứ, mà không đổ quan cho họ. Tam thúc của tôi cả đời chỉ cứu người không hại người.
Hậu Cường, cảm ơn con. Đã phái người đi lục soát rồi, chỉ cần hắn không rời khỏi Thượng Hải thì chắc chắn sẽ tìm được. Hoàng Đệ Di không thể nào bỏ thuốc được, phái người canh bên ngoài nhà của ông ta. Ông ta chắc chắn sẽ về lấy thuốc. Đã phái người đi rồi, ngài yên tâm. Ông bị sao vậy? Thuốc của bà. Thuốc? Cần thuốc gì tôi mua cho ông. Không, trong biệt thự của bà có. Cái tủ trong phòng khách. Con đi lấy giùm ba đi. Lão gia, đây là khẩu cung của họ. Ông ngủ sớm đi. Mai nghĩ cách để ông đi. Không, ba muốn ở lại. Ra ngoài trốn trước đi. Qua trận này chúng ta sẽ nghĩ cách quay lại nữa. Hậu Cường, con có đồng ý đi cùng ba không? Hậu Cường, con có bằng lòng gọi ba một tiếng ba không? Bánh cháo quậy lớn đây. Anh muốn mua gì? Được, đợi chút. Của anh đây. Được rồi. Tiền thối của anh nè. Đây. Nè, đợi chút. Murata, tôi biết thuốc của ông dùng sắp hết rồi, nên đến đây đưa cho ông. Cảm ơn ngài. Đừng khách sáo, Hoàng Đại Di. Ông thành như vậy là do tôi hại đó. Ông nói cái gì? Tôi nói cách đây 20 năm, căn nhà đó là do tôi phóng hỏa. Ông...
Ông yên tâm đi đi, tôi nhất định sẽ báo thù cho ông. Hy vọng ông dưới cửu tuyền trong lòng có thể có chút an ủi. Hằng năm vào ngày này tôi sẽ đến thắp hương, đốt giấy vàng mã cho ông. Vị thiếu gia, chuyện gì? Đại thiếu nại nại không ăn gì cả. Được, để tôi. Đại tẩu, sức khỏe chị suy nhược như vậy, không ăn gì sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng đâu. Tôi ăn không vô. Hồng Kiệt, Hồng Cường anh ấy sao rồi? Đại tẩu, chị ăn bát cháo này đi. Em bảo đảm hôm nay sẽ dẫn anh về. Cậu tối qua cũng nói như vậy. Tôi... Uống chút nước đi. Đỡ chưa? Cảm ơn cậu Hầu Kiệt. Tôi nghĩ Hầu Cường không cần tôi nữa rồi. Đại tẩu, chị đừng ngốc quá. Thời gian gần đây đại ca xảy ra rất nhiều chuyện. Có thể anh ấy muốn tìm một nơi yên tĩnh nghĩ cho kỹ. Đợi anh ấy nghĩ thông rồi thì sẽ quay về tìm ba, sẽ về tìm chị. Hầu Kiệt, cậu hiền lành như vậy, cả đời này của tôi có thể gặp cậu coi như không uổng kiếp này. Đại tẩu, chị nói gì? Chuyện của đại ca chị đừng lo, ráng giữ gìn sức khỏe, giữ gìn đứa bé trong bụng. Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi chút. Được, chị nghỉ ngơi đi. Lát nữa chị muốn ăn gì cứ nói với tôi. Không cần đâu, cảm ơn cậu. Hoàng Đại Di chết rồi. Trước khi ông ấy chết, dùng máu của mình viết tên Murata trên bàn. Tất cả những chuyện xảy ra của Đường gia đều là do Murata chủ mưu đằng sau. Ông ta giết Hoàng Đại Di chỉ để diệt khẩu. Chuyện của Murata con đã chuẩn bị xong rồi. Rất hy vọng ba có thể giúp con. Sao lại là anh? Ông chủ đường đến tìm đặc phái viên sao? Nào, mời vào. Đặc phái viên đang ở đâu? Ông ta đi rồi, cầm theo tiền ông đưa cho ông ấy đi rồi. Đi rồi? Ông có thể mua chuộc ông ta, tôi cũng có thể. Ông chủ đường, tôi muốn chúng ta có thể thảo luận một chút. Anh với tôi không có gì để nói cả. Ông chủ đường, trên thế giới không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích. Tôi chính là vì lợi ích của ông mới đợi ông ở đây. Ông chủ đường, chúng ta có thể làm giao dịch chứ? Giao dịch?
Tôi với anh có gì mà giao dịch chứ? Ông chủ đường, giữ lại ông cũng không phải chuyện gì quá khó. Ông đã không phải trùm Thượng Hải ngày xưa nữa rồi. Kinh doanh trên đất Thượng Hải đã đổi chủ. Ông đã không phải Đường Anh Minh, muốn làm gì thì làm rồi. Ông chủ đường, vẫn là câu nói đó, ông giao Vinh Hoa cho tôi. Murata tiên sinh, vậy tôi cũng nói rõ với anh, Đường Anh Minh tôi thà chết cũng sẽ không làm con chó Hán Giang theo đuôi người Nhật. Đường Anh Minh, tôi cũng có thể nói với ông, nếu tôi không có được Vinh Hoa, một mồi lửa cũng có thể thiêu rụi Vinh Hoa. Đường Anh Minh, ông đừng quên chuyện nhị đệ của ông Hoàng Đại Di năm đó bị cháy. Vụ cháy năm đó là do anh đốt sao? Đúng, là tôi. Tôi chỉ tiếc là ngọn lửa lớn đó không thiêu chết ông. Murata tiên sinh, anh nói tôi nghe, năm đó ba huynh đệ chúng tôi có thâm thù đại hận gì để anh làm như vậy? Châu báu, nếu không phải nhờ những châu báu mà ông đã lấy từ quân đội Nhật Bản của chúng tôi khi đó, thì Đường Anh Minh ông có thể có được ngày hôm nay sao? Có thể có được Vinh Hoa sao? Châu báu, đó là châu báu của người Trung Quốc. Đó là châu báu giữ trong chùa Hương Hà Đại An, là cống phẩm lễ Phật của Hoàng đế Đại Thanh chúng tôi. Sau khi đồng minh Tám Quốc của anh tiến vào Trung Quốc, anh đã đốt cháy chùa Đại An và cướp số châu báu này. Sao lại là của các anh chứ? Đúng, những lời ông nói rất đúng. Chỉ cần ông đưa châu báu cho tôi, Vinh Hoa của ông vẫn có thể tiếp tục kinh doanh. Chỉ cần ông đồng ý không chống đối lại chúng tôi, thì tôi bảo đảm ông vẫn có thể hô mưa gọi gió ở Thượng Hải. Được, tôi đồng ý. Nhưng tôi có một điều kiện. Nói. Ông phải công khai chân tướng sự thật vụ nổ Hoàng Đại Di, trả lại sự trong sạch cho tôi. Được, tôi đồng ý. Murata tiên sinh, giao dịch của chúng ta có thể nói sau. Tạm biệt.